Tạng ta Chúa, vì hôm nay Chúa ban cho chúng con được bình an và ngày mai được tràn đầy hy vọng. Nơi quê hương thân yêu này, chúng con được sức khỏe dồi dào, khí hậu tốt lành và sự giúp đỡ ân cần của mọi người. Lạy Chúa, xin ban cho mỗi gia đình chúng con hòa thuận thương yêu và thao hiếu kính nhường. Xin ban cho các gia trưởng nên chứng nhân của Chúa trong mọi môi trường sinh hoạt. Xin ban cho các bà mẹ đem hết tình thương phụng vụ gia đình và xã hội. Xin ban cho thanh niên được vững tin, cho thiếu nữ được trong sạch, cho người già cả được nâng đỡ, cho kẻ đau yếu bệnh tật được an ủi, cho người xa cách được đoàn tụ. Lạy Chúa, xin thân tay tâm trí chúng con khỏi những mưu mô bất chính. Xin cho chúng con ân sống và can đảm để chịu đựng và nhẫn lại. Xin ban sức mạnh để khắc phục khó khăn, bình tĩnh trong nguy khôn, vui mừng trong thử thách, hòa nhã trong tương dân, nhẫn lại trong nam nô. Xin giữ lại nơi chúng con những người bạn thân và dập tan mọi oán thù. Sau hết, xin Chúa ban cho mọi người được nghe tiếng Chúa gọi và trở về với Chúa, để chúng con thờ phượng và yêu mến Chúa ở đời này và trên nước Chúa được hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen. Vì bởi ca ngợi chúng dâng về Thiên Chúa và y ca thắm nhuộm màu hồng. Từng bao người ơi dùng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường. Đây bay ca ngàn chung dâng về Thiên Chúa và bao người anh dùng tiến lên hy sinh vì tình yêu. Mời anh chị em ngồi. Thông thường thì trong thánh lễ buổi sáng như thế này, anh chị em tham dự thánh lễ trực tuyến ở nhiều nơi trong đất nước chúng ta, cũng như nhiều nơi trên ngoài đất nước, có những ý nguyện và xin cầu nguyện, xin dâng lên những ý nguyện vân vân. Thì giờ đây chúng ta cũng được kết hợp để cầu nguyện cho tất cả những ý nguyện ấy. Và ngoài ra thì sau đây là những ý nguyện mà những thánh lễ khác anh chị em xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse. Xin ơn được tham dự thánh lễ sốt sắng, xin
được hợp với Đức Giáo Hoàng mà dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Xin Chúa ban cho cha và cộng đoàn được bình an. Xin cho người em trở về với Chúa, hiếu thảo với cha mẹ, có việc làm ổn định. Xin Chúa ban bình an cho từng người chúng con. Xin ban cho thế giới và Việt Nam được bình an, và cầu nguyện cho người neo đơn, khó khăn, người già cả, bệnh tật, các bệnh nhân và những người hấp hối. Một người là Maria được theo ý Chúa. Và như đã nói lúc nãy, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những ý nguyện của anh chị em ngày hôm qua đã xin chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện, nhưng mà trục trặc nào đó đã không có một thể hiện ở trên mạng Internet. Chúng ta cũng cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta và những giáo xứ lân cận, cầu nguyện cho các linh hồn Phêrô, Anna, Anne Maria, Anton, Maria, Anna, năm linh hồn Giuse, linh hồn Anne, ba linh hồn Maria nhân ngày giỗ, các linh hồn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, nội ngoại hai bên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn ân nhân, thân nhân, các linh hồn của các linh mục, các tu sĩ và các linh hồn đã qua đời trong đại dịch này. Anh chị em đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hôm nay chúng ta cử hành long trọng lễ các thánh tự đạo Việt Nam, bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam. Chúng ta xin các ngài luôn che chở giữ gìn từng con dân đất Việt, đặc biệt xin che chở từng người Công giáo Việt Nam để luôn luôn có sức mạnh của đức tin, của lòng trông cậy, của tình yêu mến Chúa mà vượt thắng tất cả những khổ đau trong cuộc đời, những thử thách, những chông gai, để từ đó biến cuộc sống của mỗi người thành một cuộc tự đạo dài trong suốt đời. Vậy xin dòng máu của các ngài thánh hóa và làm cho chúng ta nên mạnh mẽ như chính các ngài vậy. Anh chị em nhờ bấy nhiêu lời cầu nguyện thế giá của cha ông mình, giờ đây anh chị em ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ tội lỗi, và chúng ta cũng quyết tâm chừa bỏ mọi thói hư tật xấu. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì với tôi xin Đức Bà Maria cho đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con
Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt của người không hiểu biết thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an và trước mặt các người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng trông cậy của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận của các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏa ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Thì
Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về. Chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Bây giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận của con như những dòng suối ở miền Nam. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về hân hoan, vai mang những bó lúa. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng tin mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không. Vì chưng lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất, nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng, ta sẽ phá hủy sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông sáng của những người thông sáng. Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của thế gian này trở nên ngu dại sao? Vì khi thế gian tự phụ là không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, mọi cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được kêu gọi, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Nếu anh em bị xỉ nhục vì danh Chúa Kitô, thì không cho anh em, vì thánh thần Chúa sẽ ngự trên anh em. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con. Con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Hôm Chủ nhật tuần trước, chúng ta mừng lễ dời, lễ các thánh tự đạo Việt Nam. Và hôm nay, chúng ta mừng lễ 9 ngày, lễ các thánh tự đạo Việt Nam. Và hôm Chủ nhật tuần trước, khi mừng lễ dời, tôi đưa ra cho anh chị em một bằng chứng, hay đúng hơn một hình ảnh xem ra khá tầm thường. Đó là hình ảnh của một cái bánh tét để nói về đức tin. Hôm nay tôi nghĩ cũng là một hình ảnh rất đời thường và thậm chí cũng tầm thường, lại tiếp tục nói về đời sống của chúng ta qua cái chết của các anh hùng tự đạo Việt Nam. Hình ảnh tầm thường và đời thường ấy chính là hình ảnh nói lên đức tin, đức cậy, đức mến. Người ta nhiều khi hỏi đức tin là gì, đức cậy là gì, đức mến là gì. Và để thay cho câu trả lời ấy, trong các lớp giáo lý dự tòng với các bạn trẻ và với những người bắt đầu vào đạo, khi chúng ta giải thích bằng những lối suy nghĩ của người Công giáo, thì chắc chắn anh chị em ngoại giáo bắt đầu vào đạo ấy khó hiểu. Tôi luôn luôn đưa ra một thí dụ này, rồi sau đó mới giải thích. Thí dụ là chẳng hạn một người mẹ trong một lần đi chợ dẫn theo đứa bé con của mình, đứa bé còn đang đi lẩm đẩm 4-5 tuổi gì đấy chăng. Thế rồi người mẹ đi đường thì ở phía trước của người mẹ có một người đàn ông lực lưỡng lắm, to khỏe lắm. Cả ba người cùng đi trên đường, đứa bé nắm tay mẹ cùng đang đi. Và tự dưng mọi người cùng đang đi đường như thế, thì một con chó khủng khiếp lắm, to lắm, khỏe lắm, từ trong nhà của một người bên đường, từ trong một căn nhà ở bên lề đường lao ra và làm dữ tợn, sủa và ghê gớm dữ tợn. Thế tôi luôn luôn hỏi anh chị em dự tòng trong các lớp tân dự tòng, hôm nay tôi cũng sẽ hỏi anh chị em: vậy thì khi con chó từ ở trong một cái nhà bên đường như thế nó lao ra như muốn tấn công, thì đứa bé đó
Nó nghĩ trong đầu rằng à, cái người đàn ông đi trước tôi khỏe lắm, lực lưỡng lắm, có thể che chở tôi. Nó nhào tới, nó ôm chân người đàn ông, hay là nó ôm chân người mẹ nó, mặc dù người mẹ nó chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, thậm chí có thể là một người phụ nữ bệnh tật nhiều, yếu đuối lắm. Nhưng đứa bé sẽ ôm chân ai ngay lập tức, anh chị em? Hả? Không dám trả lời hay không biết câu trả lời? Tôi nghĩ không ai không biết câu trả lời cả. Có lẽ anh chị em không dám trả lời nữa. Tập cho nó quen, bớt nhát. Có những lúc cần thì mình lại nhát, có những lúc không cần thì mình không nhát tí nào hết. Những lúc mà nói xấu người khác á, mạnh miệng lắm, không thấy nói, không thấy nhát gì hết. Tôi nghĩ anh chị em trả lời được. Đứa bé nó sẽ chộp ngay và nó ôm lấy, la lên, ôm lấy người mẹ nó ngay. Tại sao vậy? Tại sao nó không ôm lấy cái người đàn ông lực lưỡng kia để bảo vệ nó, mà nó ôm lấy người mẹ một cách ráo riết, chặt chẽ? Thưa, nó có kinh nghiệm về tình yêu của người mẹ. Còn người đàn ông kia dù có khỏe cách mấy, nó đâu có kinh nghiệm về tình yêu mà người đàn ông đó trao cho nó đâu. Tình yêu. Thì khi tôi nói đến vấn đề này, tôi xác quyết với anh chị em rằng nếu chúng ta có một tình yêu, một lòng mến với Chúa, thì ngay trong hành động chúng ta ôm lấy Chúa mình, chúng ta ôm lấy trong những lúc khủng hoảng nhất của đời mình, trong những lúc lao đao nhất, trong những lúc không còn biết cậy dựa vào ai, thì chỉ có Chúa là chiếc phao cứu sinh cuối cùng để ta có thể trôi dập dềnh trên sóng biển cuộc đời này. Đó chính là ta yêu mến và ta biết, ta có kinh nghiệm, chỉ có Ngài là đấng yêu ta. Và chính vì tình yêu nó cho ta sự cậy trông, cũng giống như đứa bé, nó có cảm nhận mẹ nó yêu nó, cho nên lúc mà nó gặp nguy hiểm nhất là lúc nó cậy trông vào mẹ nó. Có phải là đức trông cậy diễn ra trong lúc khó khăn nhất không? Và chính vì nó có cảm nhận mẹ nó yêu nó, và bây giờ nó không biết dựa vào ai, nó chỉ còn biết cậy vào mẹ nó. Đó chính là lòng tin của nó. Nó biết mẹ nó sẽ không bỏ rơi nó, nó biết chắc mẹ nó sẽ không đẩy nó ra. Mà dẫu cho con chó có tấn công cách nào, mẹ nó có bị thương, có bị tổn thương đến lúc đến cỡ nào, thì nó vẫn an toàn. Lòng tin nó đặt nơi mẹ nó. Cho nên chỉ một hành động bám vào cho thấy cả ba nhân đức đối thần của chúng ta: đức tin, đức cậy, đức mến. Trong những lúc không còn gì, trong những lúc bế tắc nhất của cuộc sống, trong những lúc mà anh chị em và tôi tưởng chừng như đang đối diện với một cánh rừng rộng rạp không lối thoát, vẫn có một tia sáng của lòng tin. Cho nên mỗi một người trong chúng ta vẫn có kinh nghiệm này: khi tôi không biết dựa vào ai, khi tôi không còn biết có thể giải quyết những khó khăn đang đối diện bằng cách nào, tôi chỉ còn biết cậy vào Chúa, biết chạy đến đấng mà tôi tôn thờ. Anh chị em đang đặt lòng tin của mình vào Thiên Chúa, nhân đức đối thần đầu tiên, đức tin. Và trong hành động anh chị em chạy đến để bám víu vào Chúa, ngoài đức tin, nó còn là cả một lòng trông cậy. Anh chị em đang đặt tất cả đức cậy vào Chúa.
và đức cậy là nhân đức đối thần thứ hai của con người. Và khi anh chị em không còn biết dựa vào đâu, mà chỉ còn có Chúa ở với mình và mình ở với Chúa như vậy, tức là anh chị em cũng đang thể hiện lòng mến, và anh chị em cũng đang thấy rằng chắc chắn Chúa yêu mến mình, cho nên mình hy vọng nơi Chúa chứ. Bám vào Chúa, tin tưởng nơi Chúa, cậy trông vào Chúa chính là đức mến, thể hiện của lòng mến. Cho nên đó chính là nhân đức thứ ba của nhân đức đối thần. Người, con người tin tưởng vào Thiên Chúa có ba nhân đức mà thôi. Vì tin tưởng vào Chúa cho nên Hội Thánh gọi đó là nhân đức đối thần: đức tin, đức cậy, đức mến. Và ba nhân đức này bổ sung cho nhau. Khi anh chị em càng yêu mến Chúa bao nhiêu thì anh chị em lại càng tin tưởng và cậy trông vào Chúa bấy nhiêu. Khi anh chị em càng tin tưởng và cậy trông vào Chúa nhiều bao nhiêu thì anh chị em chắc chắn sẽ nâng cao lòng mến của mình với Chúa bấy nhiêu. Anh chị em càng thúc giục mình cậy trông vào Chúa hết ngày này sang ngày khác, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện với tất cả niềm cậy trông, thì anh chị em sẽ càng được tăng đức tin lên và đức mến sẽ càng dồi dào. Ngày hôm nay mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, tôi nghĩ rằng không có một bằng chứng nào đẹp cho bằng tôi chỉ cho anh chị em bằng chứng của lòng tin, của sự cậy trông và của đức mến tuyệt vời mà các thánh tử đạo đã dâng hiến cho Thiên Chúa, cho cả hội thánh này và để lại cho từng người là thế hệ con cháu của các ngài. Mỗi người đây một bằng chứng sống động về sự hiến dâng của các ngài. Và trong sự hiến dâng đó không thể không có đức tin, không thể không có đức cậy, không thể không có lòng mến. Vì sao vậy? Nếu tôi không tin tưởng đấng mà tôi tôn thờ, tôi có thể chết cho ngài không? Không. Nếu tôi không vững vàng thấy được ngài yêu tôi dám xả thân tôi, chịu hết mọi cực hình này đến những cực hình khác để chết cho ngài không? Không. Thưa anh chị em, Thánh Matthew Lê Văn Gẫm chẳng hạn, khi thánh nhân trong giữa lúc mà các quan, các triều đình hết sức gắt gao và ra sức bắt đạo dữ dội, thì Thánh Matthew Lê Văn Gẫm lại cho chở các linh mục, các giám mục, các chủng sinh từ Việt Nam sang chủng viện Penang, rồi từ Penang, từ ở ngoại quốc vào Việt Nam để truyền giáo. Ngài làm cái con đường đi trên biển, và cuối cùng trong lúc đang chở các thừa sai người ngoại quốc vào Việt Nam, ngài bị bắt ở cửa biển Cần Giờ. Ngay cái hành động ngài đang thách thức với chính sự sống của mình, nghĩa là với cái hành động mà mọi người đang rình rập, kẻ thì thường dân thì có thể tố cáo ông Gẫm là người liên lạc với các đạo trưởng. Ngày xưa người ta gọi các giám mục, các linh mục là đạo trưởng. Và cái hành động mà lính tráng quan tuần tra tuần canh liên tục canh khắp nơi để có thể bắt bớ, mà ngài dám đưa thuyền của mình, đưa cái con tàu của mình để đi ra đi vào đất nước, chỉ có lòng can đảm của đức tin, chỉ có lòng can đảm của đức mến, chỉ có đặt tất cả sự cậy trông vào Chúa mới dám làm, mới dám làm. Không ai dạy gì đổi đức tin của mình
xin lỗi, không ai dạy gì đổi mạng sống của mình để treo nó trên đầu sợi tóc cả. Nhưng một khi có Chúa, người ta sẽ không còn sợ gì. Đấy chỉ là một trong rất rất nhiều những bằng chứng của các thánh tử đạo đã để lại cho chúng ta. Và rồi sau khi bị bắt vào ngục tù, ngày ngày đêm đêm các quan tra khảo cho đến mức mà những trận đòn trước da thịt bắn tóe lên, máu me chảy khắp trong thân thể, còn chưa kịp lành thì hôm sau lại đưa ra căng trên chiếc nọc đánh tiếp trên những cái vết thương cũ như vậy, vẫn không chối đạo, vẫn không bỏ đạo. Một đức tin ngoan cường như vậy mà đằng sau mình còn gia đình, còn vợ, còn con mình nữa chứ, vậy mà vẫn một lòng tuyên xưng đức tin, thì đó không cho thấy là một đức mến, một sự cậy trông, một niềm tin vững vàng sao anh chị em? Các thánh tử đạo quả thật là những người trưởng thành để dạy cho chúng ta thế hệ đời sau là con cháu của các ngài lòng tin, lòng mến, lòng trông cậy, dạy cho chúng ta những nhân đức đối thần tuyệt vời, tuyệt vời. Hôm nay mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, tôi muốn nhắc lại với anh chị em giáo lý căn bản của Hội Thánh, đó là lòng tin, lòng cậy trông và lòng yêu mến. Để chúng ta nhớ lại, hãy nhớ lại thật nhiều những bài học giáo lý này. Bởi vì từ ngày xưa chúng ta đã học đức tin là gì, đức cậy là gì, đức mến là gì. Nhưng tôi nghĩ rằng theo năm tháng anh chị em chẳng còn để ý đến nó đâu. Nhưng anh chị em vẫn thực hành hàng ngày trong đời mình mà. Mình tin vào Chúa, mình cầu nguyện với Chúa, mình cậy trong Chúa đấy. Và khi mình tin, mình cậy trong, tức là cho thấy lòng yêu mến của mình, anh chị em vẫn sống ba nhân đức đối thần này từng ngày. Có điều là anh chị em quên mất bài học giáo lý ngày xưa rồi. Thành ra nhân dịp này, nhân dịp lễ các thánh tử đạo, tôi nhắc lại điểm then chốt trong đời chúng ta, trong đời của một Kitô hữu, đó là những nhân đức đối thần. Chúng ta dành những nhân đức của mình đối với Thiên Chúa, vị thần của chúng ta. Cho nên chúng ta cầu xin các thánh tử đạo với tấm gương sống cho đức tin, chết cho đức tin của các ngài, để nói lên lòng tin, lòng cậy trông, lòng mến của các ngài tuyệt đối vào Chúa. Cũng dạy chúng ta trong từng ngày sống hôm nay, dẫu mình đang hân hoan vui vẻ gặp sự an ủi trên cuộc đời này, hay có những lúc nào đó mình gặp thử thách bế tắc, thì vẫn như các thánh tử đạo, có chết đến nơi vẫn chỉ một lòng cậy trông, một tình yêu mến, một đức tin vàng son, không có gì lay chuyển được. Xin cho tất cả những gì mà các thánh tử đạo đã sống và đã chết trở thành bài học, trở thành tấm gương sống, và nhất là trở thành lẽ sống của mỗi người chúng ta hôm nay. Anh chị em đứng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tan sang, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng,
ngày sau bầu trời lại xuống, phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh nước Chúa thánh thần, tôi tin có Hội Thánh Hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam là những đấng bậc kiên vững trong đức tin và đầy lòng yêu mến Chúa. Để thúc giục các ngài, chỉ có một điểm duy nhất giữa lúc khó khăn là đặt cả niềm cậy trông vào Chúa. Vậy giờ đây chúng ta cầu nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của các thánh là cha ông chúng ta, ban cho chúng ta đầy lòng yêu mến, đầy lòng tin và trọn niềm tín thác cậy trông nơi Chúa. Hội Thánh luôn tha thiết mời gọi các Kitô hữu làm chứng nhân cho Chúa trên chính quê hương đất nước của mình, bằng cách chu toàn mọi bổn phận của người công dân tốt và người tín hữu tốt. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai tin Chúa biết tích cực giới thiệu Chúa cho chính đồng bào của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trên thế giới ngày nay, nhiều Kitô hữu, đặc biệt là các Kitô hữu trẻ, bị mất đức tin vì không hiểu biết giáo lý không đủ và hầu như không biết đến quyển Kinh Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu hiểu rằng để có thể giữ vững niềm tin, cũng như để có thể dấn thân theo Chúa đến cùng, cần phải học hỏi sâu rộng giáo lý của Chúa, nhất là sống theo lời Chúa dạy trong tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng là những con người mỏng giòn yếu đuối như chúng ta, nhưng đã can đảm bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá và đã anh dũng hiến dâng mạng sống để nói lên lòng mến Chúa của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết luôn cố gắng noi gương các ngài mà bước chọn con đường Chúa đã đi qua. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn gánh bó và tin yêu Chúa giữa muôn vàn thử thách của cuộc đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, cộng đoàn chúng con hằng ngày vẫn đọc những lời kinh tin cậy mến. Xin cho chúng con không chỉ đọc nhưng luôn luôn qua đó như lời cầu nguyện giúp chúng con hung đúc lòng tin, lòng cậy và lòng mến của mình nơi Chúa như tấm gương của các thánh tử đạo Việt Nam. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc cùng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh màu hoa màu vùng đất và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để bánh màu trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Trời đất chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này và sản phẩm của nó là hoa của người. Xin dâng lên Chúa để rượu này trở nên tượng thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của Cha ông chúng con, xin cũng thương chấp nhận của lễ tiến dâng đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn mỏng giòn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mọi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thề thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cúng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan quyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Phêrô, Anna, Anne Maria, Anton, Maria Anna, Giuse, Anne, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,
và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vô quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa con sống. Lạy Chúa Thiên Chúa Đức Phá Tội Trần Gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa Đức Phá Tội Trần Gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa chân gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Xin máu thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ôm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Lạy Thiên Chúa bao ngôi toàn năng, chúng con đang hợp nhau cầu nguyện. Tha Thiên này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đơn tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì nương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thở thanh. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Xin cho chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngay sau thánh lễ, chúng ta kết thúc thánh lễ, thay vì là lời bài hát kết lễ thì chúng ta kết thúc bằng kinh kính thánh Giuse Tuân, để chúng ta tưởng nhớ đến ngài trong ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam, bởi thánh Giuse Tuân cũng là một trong những vị tử đạo Việt Nam. Tức là chúng ta đọc luôn trong nhà thờ đó, không cần đi viếng đài. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy ơn Cha Thánh Giuse Tuân Tử, vì đã xưa đã làm chúng ta về đạo thánh Đức Chúa Trời cho đến chết, mà chẳng sợ những lời kẻ giữa đe lối. Vì có lòng trông cậy Đức Chúa Trời cho vững, chúng con xin Cha Thánh Giuse Tuân cầu cho chúng con đang chịu lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con được tín thờ Cha Thánh Giuse Tuân Tử, vì cho đã được ơn người cầu giúp cho chúng con được mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.